cái thước này nè, mình đo cũng ok ha. Nè, mình kéo ra từ từ nha anh em. Tại vì mấy này là đồ điện tử á. Nè, cái này là 18 nha anh em. Nó Ebon 18 luôn nha. Hello, xin chào anh em. Tình hình là hôm bữa lướt trên Lazada đó, thấy có cây thước kẹp điện tử nè, giá quá rẻ luôn, có 64.900 à. Là nó là cái loại xài bằng sợi nhựa carbon nha anh em. Nè, xin test gì nè. Đó, thì khá là rẻ ha. Mình thì mình có sẵn cái voucher đó, mình áp vô thì nó trừ lại còn có 19.900 à. Tính ra cái thước kẹp này có 20.000 anh nha anh em. Đó, thì cái săn voucher này nè, mình có làm một cái video riêng á để có chia sẻ lên đó. Em nào mà chưa biết á thì mình ngay chỗ này nè, mình tham khảo chơi nha. Rồi. Thì đây đây là cái sản phẩm của mình nhận được nha anh em. Nó cũng khá là nhẹ nha. Nè. Người ta đóng gói là bằng lớp ni lông nha anh em. Đó, rồi bây giờ mình sẽ khui ra như thế nào nha. Anh em mà mua hàng á cũng nhớ là mình quay video lại giống như mình này nha. Đó, mình quay các chiều lại nè, coi nó có bị lủng lỗ hay là bị gì không. Đó, để khi mà có trục trặc hay là sai hàng gì đó, mình sẽ được xử lý nhanh gọn ha. Wow. Đây. Đó, thước kẹp nha anh em. Đó, ở trong nó có hiển thị pin sẵn luôn nè anh em. Đó. Khá là ok ha. Đây là thương hiệu gì? Carbon fiber composite nè. Đó. Digital kiểu bơ gì nè. Rồi ở đây tiếng Anh tiếng U gì không nha anh em. Bên phía bên sau là gì ta, nó cũng là thông số rồi luôn ha. Xài pin là CG 2032 2323V nha anh em. Nó SG44 gì nè, 1,5V. Rồi cái thước này thì xài là 0,01 mm luôn nha anh em. Đó, 0,01 in luôn nè, vừa xài được in và vừa xài được mm luôn. Đây đây là cái hướng dẫn của người ta đó anh em. Rồi cái thước này nó dài là 150 mm nha anh em. Đó, cũng khá là ok ha. Rồi mình khui ra thử lần sau nha. Đó. Rồi cũng rất là đơn giản, cái thước cũng rất là nhẹ nha. Cái này tặng kèm cho mình thêm một cái viên pin Secure nha nè. Đó, viên pin này nè, gì Golite là G44 nha nè. Pin này thì ở đâu nó cũng có bán hết cho anh em, có nguyên một dĩ luôn, cũng có mấy ngàn hay gì à, xài rất là đã. Ok, thay thế rất là dễ dàng ha. Rồi về tổng quan cái thước á thì nó là làm bằng nhựa nha anh em. Đây nè, cái này người ta nói là nhựa sợi carbon gì đó, thấy cũng khá là ok. Nhựa này cũng chắc chắn nha anh em, cũng được, có lý. Nói chung với giá vài chục ngàn thế này thấy cũng hợp lý ha. Đây nè, cái này là đo độ sâu nè. Rồi cái này là nó cũng chính xác nha anh em. Nè, kéo ra nè, kéo vô nè ha. Đó, để mình coi nút này. À, nút này là nút on off, là nút tắt mở nè. Rồi ở đây thì mình nhấn Zero nó chạy về số 0 ha. Lỡ như có sai số gì đó nè, mình chạy về số 0 thì qua đây là nó sai rồi nè, mình nhấn vô một cái là không về ha. Kéo ra, kéo vô số 0 luôn ha, ngay bon luôn nè, rất là chính xác nha anh em. Bên đây là có mm với in nè, mình nhấn cái là nó hiển thị in đó, là bao nhiêu in gì đó. Đó, nhấn cái là hiển thị lại mm đó, bao nhiêu mm rồi đó. Ồ, rất là ok luôn anh em, mình cầm mình kéo nè cũng rất là mượt luôn nè, khá là ngon luôn nha anh em. Kéo ra nè ha, đó kéo lại nè, rất là ok luôn nè. Như mình đo thử cái này nè, đó cái này là 11,8 nha nè. Ồ, quá chuẩn nha nè, khá là ok luôn á. Đâu mấy chục ngàn mà nó làm gì cũng rất là ok ha. Vừa đâu có một cục pin ở trong đây, rồi mình có thêm một cái cục pin Secure nữa nè, nó cũng khá là ok nha, mấy chục ngàn rồi. Rồi đây là cái thông số nha nè, là độ sai số là 0,1 hay gì nè. Ủa, để độ sai số chứ, ở đây nè, độ sai số là 0,2 mm, nó 0,01 in nè ha, cũng rất là ok luôn á. Nó nè, để mình quay cận cho anh em xem cho dễ nha. Đó, cái này là cái thân của cái thước nè anh em. Đó, là bằng nhựa nha anh em, nó nhựa mà kiểu cái này nó nói là nhựa carbon nhưng mà mình thấy cũng rất là ok luôn á. Nè, đó, cầm nó cũng chắc tay nha. Nè, đó, cũng khá là ok ha. Đó, đó, rất là êm luôn. Đây nè, bên đây là nó có cái chỗ nè để mình gỡ pin ra nè anh em. Nè, có trong đây nó có cục pin này ha. Ồ, thay pin rất là dễ dàng luôn nha. Cái này mà mình hết pin thì mình lấy cái cục pin Secure nè, gắn vô thay. Đó, rất là ok luôn. Đó, khá là êm luôn nha. Khá là rẻ nha, ngon, rất là ngon luôn nè. Xài chữa cháy rồi cũng được, thấy nó cũng rất là ok luôn á. Đây là như cái điện thoại này ha, muốn đo cho nó là đây nè, bề dày của nó là 9,3 nha nè. Đó, rất là ok luôn. Thường thường nếu mà anh em mà muốn mua cái đầu này nè, mình không biết là nó là bao nhiêu á, cái cốt nó là bao nhiêu á, thì anh em dùng cái thước này nè, mình đo cũng ok ha. Nè, mình kéo ra từ từ nha anh em. Tại vì mấy này là đồ điện tử á. Nè, cái này là 18 nha anh em. Đó, Ebon 18 luôn nha. Nó rất là ok, thường thường là cái cốt này là nó có loại 16 với loại 18. Nó chỉnh 18 luôn, rất là ok.
anh em mình kéo từ từ vậy nè thì nó sẽ chính xác nha, tại vì cái con đọc của đồ điện tử đây nè, nó đọc có nhiều khi mình kéo nó xa quá, mình kéo nó nhanh quá đó là nó sẽ hụt, nó sẽ không chính xác nha nè. Đó, mình xài thì mình kéo từ từ vậy nè, nó chịu khó kéo từ từ mình nhìn thì nó sẽ chính xác hơn. Nó gọi anh em mà muốn đo thử coi cái lòng trong này nè nó là bao nhiêu á thì mình dùng như vậy nè, nó mình kéo về số 0 ha. Đó, rồi bây giờ mình kéo qua mình đo nè anh em. Đó, cái này là 6.3, 6.4 gì nha anh em. Đó, đó là mình đo được cái chỗ này nè, thấy không, cũng khá là ok ha. Còn cái này mình cũng đo được cái độ sâu này luôn, nếu mà giống như cái lỗ này nè mình muốn coi nó sâu bao nhiêu á thì bây giờ mình nè ở đây nè ha, mình cứ kéo nó xuống đó, cái cây này nè mình để cái này cho nó vuông góc với cái lỗ ha, đó kéo nó xuống sát vô rồi ok ha. Rồi xong rồi mình đọc thôi, đọc coi cái này là bao nhiêu đây, 23.2 mm nha anh em, nó cũng rất là tiện lợi luôn nha, đó khá là ngon, khá là tiện dụng luôn. Với mấy chục ngàn mà xài được cái thước kẹp điện tử thì rất là ok nha anh em. Hên hên thì bữa mua có 20.000 à. Rồi anh em nào mà có nhu cầu á thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả nha, anh em vô đó rồi tham khảo nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha, chúc anh em một ngày vui vẻ, bye bye.